Vào thời điểm 2010 đến 2011, cái tên Acura ZDX nổi lên như một hiện tượng tại thị trường xe nhập. Với giá bán gần 4 tỷ đồng, đối thủ lớn nhất của Acura ZDX chính là mẫu xe danh tiếng BMW X6. Tuy sở hữu thiết kế có phần độc đáo nhưng chỉ sau 4 năm, dòng xe này đã bị Honda khai tử. Đến nay, những chiếc Acura ZDX được coi là hàng hiếm và có giá bán lại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Chiếc Acura ZDX xuất hiện trong clip sản xuất năm 2011 và được nhập khẩu từ Canada. Mức odo hiện tại của xe mới chỉ đạt 66.000 km. Acura ZDX 2011 sở hữu thông số dài rộng cao lần lượt là 4887, 1994, 1570 mm, trục cơ sở đạt 2748 mm. Mẫu xe đến từ Nhật bản thấp hơn BMW X6 tới 112 mm. Vẻ ngoài của chiếc Acura ZDX được chủ xe chăm chút rất cẩn thận. Hệ thống chiếu sáng được thay mới hoàn toàn với đèn BDO-MAXX LED Pro. Phía sau, hệ thống ống xả cũng được nâng cấp lên loại On-Off. Chiếc Acura ZDX-2011 được trang bị bánh mông loại 7 chấu đơn, kích thước 19 inch. Acura ZDX-2011 được trang bị động cơ V6 dung tích 3.7 lít, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất 300 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 366 Nm từ giải tua máy 4.500 vòng trên phút. Sức mạnh trên ngang ngửa với mẫu BMW X6 phiên bản X-Drive 35i cùng thời. Ngoài những nâng cấp trên, trang thiết bị của xe vẫn đáp ứng đầy đủ tiện nghi với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, tích hợp sưởi ấm. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập ở hàng ghế thứ nhất. Đầu DVD của xe được kết nối với màn hình 8 inch và hệ thống âm thanh 10 loa Elsound công suất 435W. Trái ngược với những đối thủ cùng thời đến từ châu Âu, Acura ZDX được nhiều người dùng cho là ít bị hư hỏng vặt và phụ tùng thay thế hoàn toàn có thể tìm thấy tại các đại lý Honda. Về chi phí, chủ xe cho biết giá trị mua mới của chiếc Acura ZDX rơi vào khoảng 3,9 tỷ đồng, kèm 100 triệu cho những trang bị đã lắp thêm. Xe đang được chào bán với giá 1,090 tỷ đồng tương đương với mẫu Honda CRV 1.5L trên thị trường. Với những chia sẻ về chi phí từ chủ xe, mức khấu hao của chiếc Acura ZDX sau 10 năm không tính chi phí nâng cấp lên tới hơn 2,8 tỷ đồng. Con số này ngang ngửa với mức giá ra biển của một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 AMG lắp ráp tại thị trường Việt Nam.